Sáng nay, Hội Khoa học Lịch sử tỉnh An Giang phối hợp với Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Thoại Sơn tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề Lịch sử 200 năm từ thôn Thoại Sơn đến huyện Thoại Sơn năm 1822 năm 2022. Tham dự hội thảo khoa học có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Đưng cùng các nhà nghiên cứu sử học trong và ngoài tỉnh. Nội dung hội thảo khoa học lịch sử 200 năm từ thôn Thoại Sơn đến huyện Thoại Sơn 1822-2022 gồm 32 bài nghiên cứu tập trung khai thác vào 3 mục tiêu chính: lịch sử hình thành vùng đất Thoại Sơn qua 200 năm, đánh giá bước ngoặt Thoại Sơn qua 200 năm và đề xuất các giải pháp phát triển kinh tế xã hội huyện Thoại Sơn. Các mục tiêu nghiên cứu về địa bàn các thôn đầu tiên, về kinh đào qua các thời kỳ, lịch sử hình thành các ngôi đình, lịch sử kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ trên địa bàn huyện Thoại Sơn. Ghi nhận những bước ngoặt của Thoại Sơn qua các lĩnh vực đào kênh Thoại Hà, chặng đường 200 năm lịch sử để Thoại Sơn làm nên một vùng đất anh hùng, đề xuất bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa lịch sử vật thể và phi vật thể do Thoại Ngọc Hầu để lại nhằm phục vụ giáo dục truyền thống, phát triển kinh tế xã hội. Thông qua hội thảo nhằm làm phong phú thêm về lịch sử hình thành và phát triển của Thoại Sơn qua 200 năm trên các lĩnh vực địa lý, hành chính, lịch sử, kinh tế, văn hóa, xã hội, kiến trúc, xây dựng từ năm 1822 đến năm 2022. Đồng thời đánh giá những bước ngoặt của Thoại Sơn qua các thời kỳ lịch sử, từ hình thành phát triển chiến đấu đến xây dựng địa phương, qua đó đề xuất những hình thức tôn vinh, bảo tồn và phát huy các giá trị lịch sử văn hóa, các giải pháp phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện trong thời gian tới.